Một sân chơi cho các bạn sinh viên thể hiện tài năng và niềm đam mê với âm nhạc, thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của tuổi trẻ và khát vọng tuổi 20H. Cuộc thi đã thổi hơi thở hiện đại và trong những ca khúc cách mạng, đem đến một sự thử nghiệm mới mẻ hấp dẫn. Thông qua đó, các ca khúc cách mạng hào hùng một thời lại được vang lên gần gũi với giới trẻ đương đại, tạo sự kết nối giữa các thế hệ người Việt Nam. Hỏi rằng vì sao anh ra đi. Anh rất thích cái giọng hát của em. Giọng nam rất là truyền cảm, ấm, dày và rất có hồn. Qua chương trình, các bạn sinh viên cũng như khán giả xem truyền hình có thể thêm hiểu biết những ca khúc, những năm tháng lịch sử, không khí hào hùng của các thế hệ cha anh, thể hiện tự hào dân tộc, suy nghĩ và quyết tâm tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với thể thức cuộc thi truyền hình thực tế, mỗi tuần một sự thể hiện mới, một sự bùng nổ, tuổi 20H đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc khó quên cho khán giả. Chương trình đã tạo được tiếng vang và sự thu hút của đông đảo các trường đại học trong cả nước, sự quan tâm của dư luận và báo chí. Tuổi 20H, một sân chơi tài năng, một điểm hẹn ý nghĩa của tuổi trẻ đam mê và nhiệt huyết.